Đó là lúc bạn đã sẵn sàng chinh phục những thử thách mới, khai phá thêm xu hướng mới, bước qua lĩnh vực khác để tìm nguồn cảm hứng mới. Hãy cứ mãi nhẫn nhịn đi, chỉ những quan mới khát khao thêm sảng khoái.
sua testa tutti i giorni. Quanto che posso? Thank you. Thank you. Then you go up to the 49th floor of the building. Try please. Enjoy your time. Thank you. No, it's just Chinese copy. I don't know what's
光是的。 Thank you.
kabanda. Sama ba? Ano ka sama? Bye.